Xin kính chào quý vị và các bạn. 18:30 ngày 21 tháng 9 năm 2023, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bước vào thử thách thực sự tại ASEAN năm nay khi đối thủ của chúng ta là Olympic Iran. Trận đấu này diễn ra vào lúc 18:30, tức là đó là thời điểm trận đấu giữa Olympic Ả Rập Xê Út và Olympic Mông Cổ đã kết thúc. Nhiều khả năng đó cũng là thời điểm mà vị trí của Olympic Việt Nam không còn là vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nữa. Bởi nếu như Olympic Ả Rập Xê Út đánh bại Olympic Mông Cổ, họ sẽ có 4 điểm và gần như chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Tức là ở thời điểm đó, họ sẽ giành ngôi đầu bảng. Và chúng ta sẽ bước vào trận đấu với Olympic Iran với thêm những thử thách. Bởi khi Ả Rập Xê Út đã gọi, Iran sẽ phải trả lời. Họ phải cố gắng để tạo ra một kết quả ấn tượng trước Olympic Việt Nam. Bởi vì họ đã hòa trước Olympic Ả Rập Xê Út trong trận đấu đầu tiên rồi. Và với những gì đã thể hiện đến lúc này của bóng đá Việt Nam, bóng đá trẻ, bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia, thì Olympic Iran đương nhiên không thể chủ quan trước chúng ta. Vì thế mà hoàn cảnh khi họ hòa với Ả Rập Xê Út và chúng ta có chiến thắng đầu tiên không có nghĩa là có lợi cho chúng ta, mà đôi khi còn sẽ gây ra thêm nhiều những áp lực nữa dành cho đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Bởi trong hoàn cảnh đó, Olympic Iran sẽ buộc phải đánh bại chúng ta để chắc chắn tạo lợi thế cạnh tranh với Olympic Ả Rập Xê Út. Cho nên, trận đấu vào lúc 18:30 ngày 21 tháng 9 này thực sự là đầy chông gai, đầy thử thách với đội tuyển Olympic Việt Nam của chúng ta. Nhưng nói như vậy, chẳng lẽ Olympic Việt Nam của chúng ta không còn cơ hội gì hay sao? Trước hết phải nhấn mạnh lại với quý vị và các bạn, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã hoàn thành được 1/2 mục tiêu của mình. Đó là mục tiêu rất quan trọng, chiến thắng trong trận đấu trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng B, để chắc chắn có vị trí thứ 3 và vẫn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh với những đội bóng xếp ở các vị trí thứ 3 tại 5 bảng đấu khác. Như thế không có nghĩa là chúng ta bỏ đi cơ hội, chúng ta có thể giành vị trí thứ 2 hoặc vị trí thứ nhất. Nhưng khi thực tế nhìn nhận tương quan lực lượng tại bảng đấu này, thì khi chúng ta chắc chắn có được vị trí thứ 3 cũng đã là một kết quả tích cực rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận một vấn đề, đó là khi mà các đội bóng ở bảng đấu này, các bảng đấu không giống nhau, bảng thì 4 đội, bảng thì 3 đội, nên trong trường hợp cạnh tranh cho vị trí thứ 3 giữa các bảng đấu thì kết quả với đội cuối bảng không được tính nữa. Như thế có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm được trước Olympic Mông Cổ khi đối đầu với các đối thủ khác tại các bảng đấu khác thì kết quả trước Mông Cổ không còn có giá trị gì. Tất nhiên đó là khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh là cạnh tranh cho một trong 4 vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thôi, trước khi nói tới điều đó thì chúng ta nên nghĩ tới việc làm sao để tạo ra một kết quả thật sự thuận lợi trước Olympic Iran đã. Iran họ mạnh không? Đương nhiên họ đến từ một nền bóng đá phát triển. Iran họ có nhiều cầu thủ tốt không? Đương nhiên họ có những cầu thủ chất lượng. Một nền bóng đá thường xuyên dự World Cup, và tại giải đấu lần này thì họ sử dụng cả 3 cầu thủ trên 24 tuổi. Trong đó cầu thủ thành Hussini, người đã từng bắt ở các trận đấu gặp đội tuyển Anh và gặp đội tuyển xứ Wales tại World Cup trên đất Qatar. Họ mạnh. Và nếu nhìn vào màn trình diễn của họ trước Olympic Ả Rập Xê Út, nếu quý vị theo dõi thì sẽ thấy rằng trận đấu đó Olympic Iran có phần nhỉnh hơn so với Olympic Ả Rập Xê Út. Bởi vì đó là một trận đấu mà những pha lên bóng của Olympic Iran sắc sảo hơn. Họ cũng tỏ ra đa dạng hơn trong cách tiếp cận khung thành của đối phương. Và đặc biệt, họ có một vũ khí tốt, đó là những cú sút xa. Trong một trận đấu mà thế trận của hai đội Olympic Iran, Olympic Ả Rập Xê Út chơi rất chặt chẽ, thì vẫn có những khoảng thời gian Olympic Iran có được những cơ hội để ghi bàn. Nhưng thủ môn của Olympic Ả Rập Xê Út quá xuất sắc ở trận đấu đó. Nói về sức mạnh của Olympic Iran không có nghĩa là chúng ta không có một cơ sở nào để hy vọng có thể làm được điều gì đó. Bởi vì với bóng đá trẻ ở cấp độ Olympic U23, U24 hay U20 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và bản thân nếu chúng ta nhìn nhận ở những giải đấu trẻ gần đây thì bóng đá của Iran không hẳn có được những thành tích tốt. Ví dụ như là mới đây thì họ đã có một trận đấu không tốt trước U23 Uzbekistan và không thể cạnh tranh một vé tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2024. Đừng nói rằng bóng đá Iran không tập trung cho giải đấu này, vì là vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 đồng thời cũng là vòng loại của Olympic Paris năm 2024, cho nên mọi nền bóng đá ở khu vực châu Á đều rất coi trọng giải đấu này.
Iran đã gặp phải một tai nạn và họ sẽ phải quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình. Chính huấn luyện viên của họ đã nói trong buổi họp báo sau trận với Olympic Ả Rập Xê Út, đó là gì? Đó là họ đã chơi không tốt ở vòng loại U23 châu Á và giờ họ phải lấy lại hình ảnh cho bóng đá Iran. Một màn trình diễn tốt, một kết quả tốt tại ASEAN chính là cách để bóng đá Iran lấy lại vị thế của mình. Thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện của đối thủ chúng ta, Olympic Iran. Đối thủ của chúng ta, Olympic Iran thì cho đến lúc này cũng phải chịu những tổn thất nhất định về mặt lực lượng. Theo như Biên Cương được biết thì trong trận đấu với Olympic Ả Rập Xê Út, họ chỉ đăng ký được 16 cầu thủ mà thôi. Và một loạt những cái tên vì những vấn đề khác nhau không thể góp mặt, trong đó đáng chú ý nhất là hai gương mặt Alireza Koski, cầu thủ đá bên phía cánh trái, sẽ phải vắng mặt trên sân cỏ trong khoảng 3 tuần vì chấn thương ở gân khuèo mới gặp phải. Ngoài ra là Thabit Imani, một cầu thủ đá vị trí tiền vệ trung tâm, cũng bị thương ở vùng xương chân phải và vẫn chưa hoàn toàn bình phục, khó lòng có thể ra sân trong trận đấu với đội Olympic Việt Nam của chúng ta. Hai cầu thủ này có giá trị không ạ? Hai cầu thủ này theo như trang Transfermarkt thì được định giá vào khoảng 450.000 euro, tức là cũng tương đối giá trị đúng không ạ? Cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá Việt Nam đến lúc này, như quý vị các bạn biết, là Hoàng Đức đang được định giá là khoảng 400.000 euro. Những cầu thủ trẻ của bóng đá Iran nhưng họ cũng đã có được một giá trị lớn như vậy trên trang Transfermarkt cũng có nghĩa là họ thực sự rất đáng để mọi đối thủ phải tôn trọng. Và khi chơi đúng sức, đầu tư đúng lực lượng, rõ ràng chúng ta không thể coi thường và bất kỳ nền bóng đá nào cũng không thể coi thường đội tuyển Olympic Iran. Nhất là với chúng ta, đội bóng bị đánh giá ở thế thấp hơn sẽ càng phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để hy vọng có thể làm nên một điều gì đó. Nói chung, chúng ta cần tới sự xuất sắc, chúng ta cần tới những khoảnh khắc xuất thần, nhưng chúng ta cũng cần một sự kiên định, bền bỉ trong lối chơi mới hy vọng tạo ra kết quả bất ngờ trước Olympic Iran. Với Biên Cương thì nếu như chúng ta giành được một điểm thôi, chỉ cần một điểm thôi trong hai trận chiến với Olympic Iran hoặc với Olympic Ả Rập Xê Út thì khi đấy cơ hội để góp mặt ở vòng sau với đội tuyển Olympic Việt Nam là rất sáng cửa. Tuy nhiên sẽ không hề dễ dàng như Biên Cương đã nói. Trong bối cảnh mà hai đội Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê Út đã hòa nhau thì họ sẽ càng phải quyết tâm hơn trong các trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam. Với Iran là ngày 21 tháng 9, với Ả Rập Xê Út là ngày 24 tháng 9. Vậy thì Việt Nam của chúng ta có gì? Thưa quý vị, trước hết chúng ta phải nói tới hai yếu tố mang tính chất lịch sử một chút. Đầu tiên đó là Trung Quốc có vẻ như vẫn là nơi mang lại cho chúng ta những điểm lành trên sân cỏ. Chúng ta đã từng tạo nên một câu chuyện kỳ vĩ với những dấu mốc không thể nào phai nhòa trong tâm trí của người hâm mộ tại giải U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu. Vậy thì tại Thường Châu cho đến Hàng Châu, tại sao chúng ta lại không chờ đợi thêm những điều tuyệt vời tiếp theo? Cho dù công bằng mà nói, lứa cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2018 và lứa hiện tại của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng có những khoảng cách nhất định về mặt trình độ. Nhưng ít nhất là một điểm tựa chung đến với chúng ta để hy vọng, để kỳ vọng. Vâng, từ Thường Châu cho tới Hàng Châu, chúng ta tiếp tục hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ tạo ra những dấu mốc. Và mình cứ tin rằng trong những câu chuyện của mình trước giờ bóng lăn, trước hai đối thủ rất lớn là Iran và Ả Rập Xê Út, hẳn là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng nhắc tới chi tiết lịch sử này. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố duyên Tây Á. Chúng ta trong những câu chuyện ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ, khi chúng ta bước ra đấu trường châu lục thì đều gắn với duyên Tây Á. Mà ở đấu trường ASEAN thì cái duyên Tây Á thể hiện rất là rõ, đúng không? Lần gần nhất khi chúng ta vào tới bán kết và tiến tới cả trận tranh huy chương đồng thì chúng ta cũng đã loại bỏ hai đối thủ ở khu vực Tây Á trên con đường tiến tới bán kết, đánh bại Bahrain ở vòng 1/8, vượt qua Syria ở vòng tứ kết. Rồi chính Iran không nói đâu xa, đúng không? Chính tại ASEAN năm 2014 tại Incheon, Hàn Quốc, một cú sốc rất lớn đã được thế hệ của huấn luyện viên Toshimura với những cái tên lúc đấy không được quan tâm nhiều đâu ạ, mà Hồng Quân, Võ Huy Toàn, rồi rất nhiều những cái tên khác đã tạo ra chiến thắng với tỷ số 4-1 trước đội tuyển Olympic Iran. Hôm đó thì những người ghi bàn cho chúng ta là Hoàng Thịnh, là Phi Sơn, là Mạc Hồng Quân
và là Huy Toàn chiến thắng 4-1. Thế thì những câu chuyện về cái duyên Tây Á đó trong bóng đá cũng nhiều khi kể lại, nhắc lại thì cứ bảo là chuyện đã qua thì qua rồi, không nên ăn mày dĩ vãng. Nhưng thực sự trong bóng đá đôi khi nó có những điều rất khó lý giải, mà những chiến thắng trong quá khứ sẽ là một động lực không hề nhỏ, tiếp sức cho thế hệ hiện tại. Bình Cường vẫn tin rằng những gì xảy ra với cái duyên Tây Á thì chúng ta sẽ hy vọng tạo ra được những điều đặc biệt khi đối đầu với Ả Rập Xê Út vào ngày 24 tháng 9 hay với Iran vào ngày 21 tháng 9 này. Nhưng khi nhìn nhận nhiều hơn và đánh giá kỹ hơn về lối chơi, về con người thì chúng ta cũng thấy rằng lứa cầu thủ hiện tại của Liên Hoàng Anh Tuấn tuy là một lứa rất trẻ với phần lớn những cầu thủ là ở đội U20, trong đó độ tuổi trung bình của chúng ta là trẻ nhất giải 20,3, đúng không? Thì chúng ta vẫn có một trải nghiệm rất là quen thuộc với các đội bóng đến từ Tây Á. Chẳng nói đâu xa, phần lớn những cầu thủ hiện tại của Liên Hoàng Anh Tuấn tại AZ lần này là những cầu thủ của đội U20 Việt Nam dự giải U20 châu Á năm 2023. Và quý vị còn nhớ trên hành trình đó chúng ta đã đối đầu với những đối thủ Tây Á như nào không ạ? Trong một chuyến tập huấn tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cụ thể là ở thủ đô ở Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chúng ta cũng đã có một trận giao hữu với đội U20 Ả Rập Xê Út và hôm đó chúng ta đã thắng họ với tỷ số 2-1. Các bàn thắng của U20 Việt Nam hôm đó được ghi do công của Khuất Văn Khang và Quốc Việt. Rồi sau đó đến vòng chung kết U20 châu Á được tổ chức ở Uzbekistan, quý vị còn nhớ là chúng ta cũng đã từng tạo ra những chiến tích hết sức ấn tượng, như việc chúng ta đã từng đánh bại Australia với tỷ số 1-0 với pha ghi bàn duy nhất của Quốc Việt, và đặc biệt là chiến thắng cực kỳ hiển hách khi đối đầu với U20 Qatar, chiến thắng với tỷ số 2-1 trong một ngày mà Quốc Việt cũng tiếp tục ghi bàn, nhưng đặc biệt là bàn thắng đánh đầu của Văn Trường ở những phút bù giờ đã tạo ra một sự bùng nổ. Và dù sau đó để thua trước chính U20 Iran với tỷ số 1-3 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng khiến chúng ta không thể góp mặt ở vòng tứ kết, thì những trải nghiệm trước các đại diện Tây Á sẽ giúp cho các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn ngày hôm nay có một điều cực kỳ quan trọng, đó là tự tin và không bị ngợp khi đối đầu với những đại diện đến từ khu vực này. Các cầu thủ đến từ Tây Á, họ có thể hình cực kỳ lý tưởng, thể lực cực kỳ lý tưởng và lối chơi bây giờ cũng hết sức là hiện đại. Chúng ta thấy trận đấu giữa Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê Út là một trận đấu rất hiện đại, mọi thứ đều được tuân thủ rất bài bản, và đan xen giữa đó là những khoảnh khắc xử lý cũng hết sức kỹ thuật. Nhìn họ thi đấu, chúng ta có một cảm giác tương đối toàn diện. Nhưng chính những trải nghiệm mà chúng ta thể hiện và đã từng trải qua, tuy ở cấp độ U20 có thể khác với cấp độ U23, hay chính xác ở AZ lần này là U24 đấy, nhưng nó vẫn là những giá trị không hề nhỏ với Khuất Văn Khang, với Quốc Việt, với Đức Việt và các đồng đội của mình. Thưa quý vị, chúng ta bước vào cuộc đối đầu với Olympic Iran, chúng ta có những điểm mạnh gì? Chúng ta có lợi thế đầu tiên, đó là chiến thắng. Đội bóng nào chiến thắng trong trận đấu mở màn cũng đều có một sự khích lệ nhất định. Nhưng Biên Cương cho rằng vũ khí lớn hơn cả, đó là chúng ta chưa bộc lộ hết khả năng của mình trong trận đấu với Olympic Mông Cổ. Một trận đấu mà Biên Cương tin rằng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chưa có được đội hình mạnh nhất. Có thể vì lý do là Phan Tuấn Tài bị chấn thương, là Nhâm Mạnh Dũng bị đau mắt đỏ nên không được góp mặt. Nhưng cũng một phần vì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiểu rằng không dại gì mà bung hết sức, và cũng chẳng dại gì mà phô diễn tất cả để cho đối thủ biết mình có gì. Cho nên rất có thể huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ dành cho Olympic Iran một đội hình khác không hề ít so với trận đấu gặp Olympic Mông Cổ. Thủ thành Quan Văn Chuẩn ở trận đấu đó vẫn được bắt chính, dù anh chỉ là đội phó trong ban cán sự hiện tại của Olympic Việt Nam. Nhưng Quan Văn Chuẩn đang bộc lộ một vài vấn đề, và Biên Cương cho rằng có thể thủ thành Sĩ Huy, người trên 24 tuổi và là đội trưởng của đội tại giải đấu lần này, sẽ được góp mặt. Đó là một điều rất quan trọng trong một trận đấu mà chắc chắn chúng ta sẽ phải liên tục chống đỡ những tình huống tấn công liên tiếp của các cầu thủ Olympic Iran. Biên Cương cũng cho rằng ở trận đấu này thì có thể Đức Anh sẽ trở lại. Đức Anh sẽ trở lại để, xin lỗi quý vị, là Phan Tuấn Tài sẽ trở lại. Và vị trí mà phải nhường cho Đức Anh, cho Phan Tuấn Tài, sẽ là vị trí của Đức Anh. Có thể như vậy. Và những vị trí còn lại cũng sẽ bị đặt những dấu hỏi, như trường hợp của Mạnh Hưng chẳng hạn, vì vẫn còn những sự lựa chọn tốt khác, như trường hợp của Nam Hải,
là một người cũng chơi rất là tiến bộ ở giải U23 Đông Nam Á. Ở hai biên thì có lẽ là Minh Trọng sẽ xuất hiện ngay. Minh Trọng ở trận trước chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng sự xuất hiện ngay của Minh Trọng sẽ đảm bảo nhiều hơn cho cả mặt trận phòng ngự lẫn mặt trận tấn công. Và sự kết hợp giữa Phan Tuấn Tài và Minh Trọng ở dọc hành lang cánh trái sẽ rất hữu ích. Trận đấu này thì cũng có thể Đinh Xuân Tiến sẽ không đá ở khu vực tiền vệ trung tâm nữa, mà sự góp mặt của Thái Sơn sẽ gia cố thêm chất cơ bắp, khả năng va đập cũng như khả năng thoát pressing ở khu vực giữa sân. Cho nên Biên Cương cũng cho rằng Thái Sơn sẽ góp mặt ngay từ đầu. Thái Sơn, Đức Việt sẽ là hai cầu thủ ở vị trí tiền vệ trung tâm. Một chút lăn tăn cho vị trí của Đức Phú ở bên phía cánh phải, nhưng lúc này thực sự huấn luyện viên Hoàng Tuấn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Trên mặt trận tấn công thì Đình Bắc đã chơi cực kỳ năng nổ trước Olympic Mông Cổ, nhưng bạn ấy không có duyên ghi bàn cho lắm. Và rất có thể là Đình Bắc sẽ được thay thế bằng Nhâm Mạnh Dũng. Chắc chắn sự xuất hiện của Nhâm Mạnh Dũng sẽ tạo ra một sự hài hòa hơn, bởi vì Nhâm Mạnh Dũng có chiều cao tốt và là mẫu cầu thủ đá trung phong cổ điển tốt nhất ở Olympic Việt Nam hiện tại. Có bạn ấy thì sẽ khiến cho đối phương phải đề phòng hơn những tình huống phản công của chúng ta, và cũng có nghĩa là bạn ấy sẽ hút được nhiều hậu vệ đối phương hơn, và bạn ấy cũng có thể tạo ra những tình huống pressing tầm cao ngay bên phần sân của Iran từ sớm. Và Quốc Việt có được đá hay không, hay Thanh Nhàn, người đã bị chảy máu đầu gối ở trận đấu với Mông Cổ, sẽ như thế nào đây? Nhưng nếu như lựa chọn và không có vấn đề gì xảy ra thì có lẽ Thanh Nhàn sẽ vẫn được sử dụng. Nếu như có Nhâm Mạnh Dũng rồi và trong một trận đấu như thế này không có nhiều sự cơ hội, không có nhiều khoảng trống để phô diễn năng lực của mình như Quốc Việt từng làm rất tốt, thì cũng có thể huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng Khuất Văn Khang ở bên phía cánh trái. Một người vừa có thể đá tấn công, vừa có thể đá phòng ngự, thì sẽ có được một sự bổ sung tốt hơn cho cả hai mặt trận. Tức là Biên Cương dự đoán Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng và Thanh Nhàn sẽ là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công. Ở giữa sẽ là Thái Sơn, Đức Việt. Hai biên sẽ là Minh Trọng và Đức Phú. Còn ở trung tâm hàng phòng ngự sẽ là Phan Tuấn Tài, là Nguyên Hoàng và có thể vẫn sẽ là Mạnh Hưng. Và Sĩ Huy sẽ là người đứng trong khung thành của Olympic Việt Nam. Biên Cương tin rằng đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn và chúng ta sẽ phải thực sự kiên nhẫn, phải thực sự tập trung. Giống như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã từng nói, sự tập trung trong cả trận đấu, nhưng càng phải tập trung ở những thời điểm nhạy cảm của mỗi một trận đấu. Thời điểm nhạy cảm đây là đầu và cuối của mỗi hiệp, đặc biệt là 10 phút đầu ở mỗi hiệp đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong trận đấu với Olympic Mông Cổ thì không nói về vấn đề là chúng ta thắng như vậy với tỷ số như vậy là không tốt, không quan tâm nhiều tới tỷ số. Vì nếu như chúng ta đặt mục tiêu là cạnh tranh ở vị trí thứ 3 thì trận đấu với Mông Cổ thắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không quá đáng chú ý và không quá quan trọng. Nhưng huấn luyện viên Hoàng Tuấn lại quan tâm tới vấn đề tổ chức ở hàng phòng ngự, sự tập trung của các cầu thủ và việc tránh những thẻ phạt không cần thiết. Khi quan tâm đến điều đó cũng có nghĩa huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã rất thực tế xác định rằng mục tiêu chính của chúng ta là hai trận chiến với Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê Út. Mà ở đó mục tiêu của chúng ta là nếu có điểm thì rất tuyệt vời, và nếu như có điểm ở một trong hai trận thì cơ hội của chúng ta sẽ là rất lớn. Nhưng trước tiên sẽ phải cố gắng để hạn chế tối đa bàn thua đã. Khi đấy chúng ta mới có thể cạnh tranh một suất đi tiếp nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh là chúng ta xếp ở vị trí thứ 3. Một bảng đấu là bảng D chỉ có 3 đội, cho nên chúng ta biết là những trận đấu với những đội cuối bảng sẽ không được tính đến. Rồi một bảng đấu thì lại chỉ còn có 2 đội, thế cho nên là cơ hội cũng rộng mở hơn. Tức là chỉ có 5 bảng đấu sẽ cạnh tranh cho 4 suất đi tiếp dành cho các đội ở vị trí thứ 3 thôi, cũng là thuận lợi đấy. Nhưng điều bất lợi với chúng ta là chúng ta ở bảng đấu với những đối thủ quá mạnh là Ả Rập Xê Út và Iran. Vậy thì trước những đối thủ như vậy, chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào việc đó là vẫn phát huy được tinh thần ý chí của các cầu thủ Việt Nam, vẫn phát huy được những phẩm chất kỹ thuật khi cần của các cầu thủ Việt Nam, và đặc biệt là phải tuân thủ tối đa kỷ luật của diễn biến trận đấu. Mỗi một thời điểm sẽ có những tính toán khác nhau, và dù thời điểm nào các cầu thủ cũng phải tuân thủ được điều đó. Và điều nữa cũng rất quan trọng, đó là phải tận dụng tối đa khi thời cơ đến. Có cơ hội đến là phải chớp được ngay, nếu không thì sẽ rất khó khăn. Và với những điều đó, Biên Cương hy vọng rằng chúng ta sẽ thể hiện được trong trận đấu với Olympic Iran. Dự đoán là thắng Olympic Iran ư? Mọi người nói cũng có cơ sở với chúng ta từng thắng họ tại Incheon năm 2014 mà thậm chí còn thắng đậm 4-1. Nhưng đây là một giải đấu mà Iran đã sốc lại con người, tinh thần và có một sự đầu tư, cho nên thắng rất là khó. Biên Cương vẫn hy vọng về một kết quả hòa và chúng ta có một điểm trong trận đấu này.
Mạnh dạn dự đoán model ạ. Quý vị dự đoán thế nào? Hãy đưa ra ý kiến của mình trong phần bình luận quý vị nhé. Đừng quên ủng hộ video này bằng những lượt like, chia sẻ, ủng hộ kênh bằng việc bấm theo dõi hoặc đăng ký. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.